Xin chào các bạn, với hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một phần nữa cũng rất quan trọng của bài TOEIC, đó là chúng ta sẽ đến với phần đại từ pronoun. Phần đại từ thì có thể nói luôn, đó là phần đại từ thì thi rất nhiều trong phần bát năm của bài TOEIC, và nhiều đến nỗi mà tôi phải nói luôn đó là nếu như chúng ta đi thi TOEIC đúng không ạ, mà gặp một cái bài nào đó mà không có một câu đại từ nào thì đấy là một cái điểm xui đối với chúng ta, bởi vì bài đại từ này đây là những câu gỡ điểm. Nhưng mà vấn đề ở đây là chỉ gỡ điểm đối với những người đã hiểu rõ thôi ạ, còn những người mà không hiểu rõ thì chính ra lại là dễ sai. Thì bây giờ với cái phần đại từ này thì chúng ta cũng sẽ ôn tập luôn cả về tính từ một chút nữa, tính từ với đại từ. Rồi chúng ta có những phần như sau. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ nhắc lại về chủ ngữ đấy ạ. Chủ ngữ thì ấy là biết là đại từ đúng không ạ? Đại từ chúng ta có đại từ nhân xưng đóng vai trò đầu câu là chủ ngữ. Ví dụ tôi nói là tôi là ai, bạn là gì ạ? You đúng không ạ? Chúng tôi, chúng ta là gì ạ? We. Họ là gì ạ? They. Anh ấy là gì ạ? He. Cô ấy là she. Và nó là gì ạ? It. Đúng không ạ? Chúng ta có một loạt các cái đại từ này, đại từ nhân xưng lại đóng vai trò đầu câu là chủ ngữ này. Cái thứ hai chúng ta sẽ cùng ôn tập về tính từ sở hữu, gọi là possessive adjective, tính từ sở hữu. Và tôi viết luôn là tính từ sở hữu này được chưa? Tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu là gì? Tính từ sở hữu tức là đầu tiên là ta phải hiểu là tính từ tức là cái từ mà nó có một danh từ đi kèm, đúng không? Thứ hai là nó lại mang tính chất sở hữu. Tính sở hữu là gì? Tính sở hữu tức là nó là của ai đó thì nó là sở hữu, đúng không? Ví dụ tôi nói quyển sách của tôi thì các bạn nói như nào ạ? My book, quyển sách của tôi, đúng chưa ạ? Nào, quyển sách của bạn mình có từ gì? Your book. Của chúng tôi, our. Của họ, their. Của anh ấy, his. Của cô ấy, her. Và của nó là its. Xong chưa ạ? Rồi ạ, phần tiếp theo đó là chúng ta sẽ ôn tập về đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu, thế nào là đại từ sở hữu? Bây giờ lại ví dụ một câu như này nhá. Bây giờ nói như này, quyển sách của tôi, my book, đúng không ạ? Quyển sách của tôi thì này, quyển sách của tôi thì đẹp hơn, is nicer than, đẹp hơn này. Quyển sách của cô ấy là her book. Quyển sách của tôi thì đẹp hơn là quyển sách của cô ấy, thấy chưa? Thì các bạn thấy là bây giờ câu này nó có bị trùng lặp mất cái từ book, mà tôi không muốn cái điều này xảy ra, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này tôi muốn bỏ cái từ book đi, nhưng bỏ từ book cái từ hơi là tính từ sở hữu, mà tính từ sở hữu thì nó không thể đứng một mình được. Vậy chúng ta phải sử dụng đến đại từ. Đại từ này chính là danh từ. Đại từ pronoun thực ra nó cũng chính là noun chứ chẳng phải không, nó chính là noun thôi. Có cái là nó thay thế cho một noun, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta đến đại từ sở hữu nhá. Quyển sách của tôi thì đẹp hơn quyển sách của cô ấy, thì thay vì her book chúng ta phải dùng là hers, thế này mới đúng. Thì cái hers này nó sẽ chính là bằng her cộng với book. Mà cái từ book này mình làm sao? Không muốn nhắc lại, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ sở hữu. Vậy đại từ sở hữu ở đây sẽ đóng vai trò là một danh từ luôn. Nó là một danh từ nhưng nó lên chất sở hữu đây ạ. Sách của tôi thì đẹp hơn của cô ấy. Và của cô ấy thì tức là sách của cô ấy, bởi vì trong câu này nó chỉ có cái từ book thôi. Ok chưa ạ? Vậy thì với cái trường hợp này, các bạn thấy là chúng ta sẽ có những đại từ sở hữu như sau. Đại từ sở hữu như sau. Thứ nhất, của tôi, my, của tôi, đúng không ạ? Your ở đây là, your là tính từ sở hữu của bạn. Thế bây giờ là, ví dụ cái gì đó của bạn phải là yours. Đấy. Ours, theirs, chúng ta thêm s gì vào ạ? His ở đây có s rồi, không làm gì khác là chúng ta để nguyên, his. Her thì chúng ta thêm s vào ạ, hers. Và của nó thì mình vẫn dùng là its. Bây giờ các bạn cũng để ý luôn, đại từ sở hữu này nó cũng giống như là gì ạ? Giống như là mình dùng sở hữu cách. Bây giờ tôi nói nhá, quyển sách của tôi thì đẹp hơn là quyển sách của cô Phương, đúng không ạ? Tôi nói là my book is nicer than Miss Phương's book. Nhưng mà bây giờ mình cũng không cần từ book nữa, thì mình để nguyên lại là Miss Phương's là xong. Rồi các bạn để ý một câu như này nhá, my book is nicer than hers, hơn được sách của cô ấy này. Cách 1. Cách thứ 2, mình ra Miss Phương's book
mà mình không có book nữa thì thôi gì ạ, mình bỏ đi, thì còn là một là hers và hai là Miss Phương's. Quyển sách của tôi thì đẹp hơn là của Miss Phương, thì đương nhiên đấy tự hiểu đó là sách của Miss Phương, chứ không thể là sách của tôi lại đẹp hơn đôi giày của cô Phương được, đúng không ạ? Vậy tự dưng là như này mình bỏ bớt đi được một danh từ, câu nó hay hơn, nó ngắn gọn hơn và nó hay hơn nhiều. Thế bây giờ nhá, tối thì nó thi kiểu gì? Tối thì thi này, my book is nicer than ... đáp án A, Miss Phương, đáp án B, Miss Phương. Thế thì nhiều người cứ không nghĩ ra là Miss Phương sở hữu cách này này là đúng, đúng không ạ? Mà lại nghĩ là ra Miss Phương rồi, tự dưng là sách của tôi thì lại gì? Đẹp hơn là cô Phương, thế là sao, đúng không ạ? Thế là các bạn ấy hạ thấp tôi đi một vài bậc rồi ạ, đúng không ạ? Rồi, đấy, ok nhá, đấy là phần đại từ sở hữu. Thì các bạn nhớ này, đại từ sở hữu nó chính là bằng tính từ sở hữu nó cộng với một danh từ nữa, đúng không ạ? Mà cái danh từ này thì mình không gì ạ, không muốn nhắc lại, thì mình sẽ dùng đại từ sở hữu hers, đấy, đúng không ạ? Và nhắc nhở thêm cho các bạn về sở hữu cách nữa. Rồi, phần tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Đây là đại từ sở hữu, tính từ sở hữu xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tân ngữ. Object. Tân ngữ thì khác gì với lại đại từ nhân xưng ạ? Khác chứ ạ? Khác nhiều, đúng không? Chúng ta có công thức. Một cái câu đơn giản của chúng ta là bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Đây là một câu đơn giản. Ví dụ tôi nói, tôi thích tiếng Anh lắm. I like English. I like English. Thì cái I này là chủ ngữ, đúng không ạ? Like là động từ, English là tân ngữ. Cái tân ngữ này chúng ta hoàn toàn có thể thay bằng một cái đại từ tân ngữ, đó là từ gì ạ? It. Như tôi nói, tôi thích tiếng Anh, I like English. Tôi sử dụng tiếng Anh hàng ngày, tôi sử dụng nó hàng ngày vì nó là I use it every day. Tôi sử dụng nó hàng ngày. Cái it này thay thế cho English. Có đúng không ạ? Đấy, thì câu này mình sẽ ra câu là I use it thì it lại là tân ngữ chứ không phải chủ ngữ. Đúng không? Thế mặc dù vậy nhá, từ it này nó cũng có thể là đóng vai trò làm chủ ngữ. Chủ ngữ nó cũng là it như này, đúng không? Ví dụ, tôi thích tiếng Anh, I like English. Nó rất là thú vị, it is interesting. Cái từ it đấy là chủ ngữ, mà it này cũng là tân ngữ. Được chưa? Nào, tân ngữ của ai là gì ạ? Hãy nói với tôi nào, hãy nói với tôi. Tell gì ạ? Tell me, đúng không? Bạn ạ, tôi yêu bạn, I love you. Chúng tôi ạ, hãy gia nhập với chúng tôi, join us, hãy gia nhập với chúng tôi đi ạ, đúng không ạ? Tôi sẽ kể cho họ về bạn, I will tell them about you, I will tell them about you. Tôi sẽ nói kể với họ về bạn, đúng không ạ? Cái từ anh ấy, tôi yêu anh ấy, I love him, mình không thể dùng là I love he được, mình phải dùng là I love him. Và tôi yêu cô ấy, I love her. Và tôi sử dụng tiếng Anh hàng ngày, tôi sử dụng nó hàng ngày, I use it every day. Được chưa? Thì đây là tân ngữ. Các bạn chú ý này, trong TOEIC nó sẽ hay thi vào những cái trường hợp gây nhầm lẫn. Ví dụ, các bạn thấy cái he này vừa là tính từ sở hữu vừa là gì ạ? Đại từ sở hữu. Nó giống hệt nhau thì người ta cũng thể là sẽ gì ạ? Hay thi. Đúng không? Hoặc ví dụ cái đại từ sở hữu này, đúng không? Nhiều khi người ta cho mình là có danh từ, nó đã có danh từ rồi. Thế đáp án A người ta cho tính từ sở hữu, đáp án B người ta cho đại từ sở hữu. Mình thấy vẫn có danh từ ở đây thì đương nhiên mình chọn gì ạ? Tính từ sở hữu. Bởi vì tính từ thì nó mới đi kèm với danh từ. Thế còn đại từ sở hữu nó là danh từ rồi thì cần gì danh từ đi kèm nữa, đúng không ạ? Đấy. Thì TOEIC nó hay thi như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một câu như sau nhá. Một câu ví dụ trong câu TOEIC câu 101. Câu như sau. The two divisions have unveiled plans to set aside millions of dollars to invest in a ferry lucrative field. Đây ạ, chúng ta có một câu TOEIC như thế này. Đáp án A, từ điền vào đây ạ. Đáp án A của chúng ta là từ dây. Đáp án B, them. Đáp án C, there.
Và đáp án D là those. Đầu tiên ạ, nhìn vào ABCD lập tức đây là câu hỏi từ vựng. À đây là câu hỏi ngữ pháp. Đúng không ạ? Nhìn vào ABCD lập tức thấy đây là câu hỏi ngữ pháp luôn. Thế thì the two divisions have unveiled, thì đó plan thì đây chắc là đây thiếu gì ạ? Thiếu tính từ của cái từ plan này. Unveil cái gì đó, plan, plan của họ đúng không ạ? Thì chọn ngay từ veil, veil plan. Thấy ạ? Mình không thể chọn từ dây vào đây được. Dây là đại từ, nhân xưng, hơi đứng đầu câu làm chủ ngữ. Không thể đứng vào chỗ này được, đúng không ạ? Nếu mà them, nếu mà unveil them plan thì tự dưng là cái này đâu phải là tân ngữ. Nhưng ở đây là unveil cái plan này cơ. Được ạ? Thì là thiếu cái tính từ của cái từ plan này cơ. Thế phải there. Those cũng là tính từ, là tính từ chỉ định. This, that, this là tính từ chỉ định. Nhưng mà cái từ those này thì plan phải có SC. Đúng ạ? This với those plan phải có SC. Vậy ở đây rõ ràng là hai cái phòng ban này đã tiết lộ kế hoạch của họ để mà có thể dành dụm ra được hàng một cái triệu đô la để mà đầu tư vào một cái đấy, lĩnh vực field, một cái lĩnh vực mà đây gọi là có gì ạ? Có lợi nhuận cao á. Thì chúng ta phải dùng đây từ there. Rất dễ. Trường hợp này rất dễ. Chỉ cơ bản là các bạn có nhìn ra được cái câu này hay không và thấy ở đây có danh từ rồi thì mình phải điền cái tính từ sở hữu vào. Được ạ? Cái there này nó thay thế cho cái gì đấy ạ? To division số nhiều. Phải là there. Hợp lý, đúng không ạ? Rồi chúng ta chuyển tiếp sang câu tiếp theo nhé.